chúng ta đang đứng trước thiên hậu má tổ miếu, tức gọi người ta nôm na gọi là chùa Bồ Nguyễn Trãi, ở trong có hội quán Hà Trương. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chùa nhé các bạn. Kiến trúc chùa khá là độc đáo, các bạn thấy trên mái chùa có bốn ngôi chùa nhỏ nha. Chương hội quán bốn chữ Hán. Ta thấy có tập tờ chưa? Hà Thái Ánh An Nam Thiên Vận Triệu Tu Hòa Chi Khánh. Bên đây cầu đối là Chương Lưu Thông Trạch Quận Địa Linh Khai Phú Hữu Chi Tường. Và có chữ để là Phúc Châu Lâm Hồng Niên Kính Đề, tức là ông Lâm Hồng Niên là người ở Phúc Châu. Ở đây hương quả luôn luôn có các bạn. Chúng ta thấy có hai cái cột bằng đồng, có hai con rồng rất là đẹp. Đây là điện thờ Đức Quán Âm, có chữ Từ Hàng Phổ Độ. Bên đây chúng ta thấy bên trái là thờ Đức Chấn Thần. Ở trên có bức Quỳnh Vi chữ Hán rất là đẹp, để chữ Thủ Quận Minh Ân. Tại chánh điện chúng ta thấy có bức Quỳnh Phi Hải Quốc An Lan. Ở trên có đề Tây Cống Quảng Triệu Hội Quán Chúng Thương Đặng Kính Kính Tống, tức là các thương nhân ở Hội Quán Quảng Đông tại Sài Gòn kính tặng. Chính giữa tức là thờ Đức Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và bên đây bên phải chúng ta thấy có bốn chữ Hán: Hải Ban Sáng Yên. Tại đây là điện thờ Đức Chú Sanh Nương Nương. Ở trên tường có những bức bích họa nhà Từ Điêu rất là đẹp: Hướng Tứ Hải Hiển Thần Thông, Thiên Thu Bất Hữu, Lịch Số Triều Thọ Phong Điển, Vạn Cổ Lưu Phương. Và có dòng lạc quảng là Việt Nam Quốc Kiến Nhị Phủ Hội Quán Kính Tặng. Một bản bức Từ Điêu nữa là để là Công Nguyên Nhất Cử Chủ Thất, tức là năm 1997, Hà Chương Thiên Hậu Cung trùng tu lập thành thánh điển, là cái nghi thức mà của lễ hoàn thành trùng tu Thiên Hậu Thánh Mẫu. Chúng ta thấy có một cái đạo hồng chung cổ của người theo kiểu người Trung Hoa với con bồ lao phía trên. Thiên Đại Thánh. Bốn chữ Hán là Trạch Bị Hà Phương, tức là cái ân phước nó bao phủ đến nơi xa.
bên đây chúng ta thấy có là bao công gia gia, khuôn mặt của ngài đây. Chúng ta thấy có bốn chữ là Trung Nghĩa Thiên Thu. Chúng ta thấy có bốn chữ là Nam Bang Trước Tích, để là Quan Tự Tân Sử Niên Cửu Nguyệt Các Nhật Lập, tức là thời vua Quan Tự đó các bạn.